tại hà nội buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách giải mã văn hóa từ đối thoại đã được tổ chức cuốn sách là cuộc đối thoại giữa những nhà nghiên cứu về văn hóa trên tinh thần khai sáng và chân quý đối với những giá trị văn hóa của dân tộc Cuốn sách Giải mã văn hóa từ đối thoại là tập hợp những đối thoại trực tiếp giữa nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh và nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang trên tinh thần cởi mở và bình đẳng. Những gì thể hiện trong tác phẩm khẳng định một cách nhìn văn hóa từ hướng tiếp cận khoa học và hoàn toàn suy vật. Trong sự đối thoại ấy, những mã văn hóa dần dần được hiện ra theo chuỗi các chủ đề. Tất cả đều minh chứng cho một tình yêu văn hóa dân tộc và khao khát muốn chú giải, sáng rõ trí thức nhằm định danh chính xác các thuật ngữ, phạm trù văn hóa để mọi người có thể hiểu đúng từ đó có hành vi thực tiễn phù hợp